Trước tiên, tôi xin nói đây không phải là một bài viết để chỉ trích, mà đơn giản chỉ nhằm phân tích nguyên nhân và hậu quả của cái chuyện vô ý thức mà con người thường xuyên mắc phải. Tệ hơn nữa, nếu xảy ra thiếu ý thức lâu dài trong mọi sinh hoạt ứng xử, thì nó có thể hình thành lối sống, và xa hơn nữa là văn hóa trong mỗi con người. Tại Việt Nam, đề cập đến chuyện thiếu ý thức cũng giống như nói về cái điều biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nghe nó xưa như trái đất, nhưng lại chẳng bao giờ lỗi thời. Hơn nữa, cái chuyện vô ý thức chỉ là một cách nói đại chúng, mà đúng ra phải dùng từ nhận thức kém thì có lẽ chính xác hơn. Ví dụ, một người vẫn ý thức rằng phố đi bộ là một nơi công cộng, nhưng vì nhận thức yếu kém nên họ cứ thẳng tay xả rác, bất chấp đó là việc làm phản văn minh và vi phạm pháp luật. Khi chúng ta sinh ra một đứa con nít, có thể nói giáo dục gia đình ảnh hưởng phần lớn đến tính cách của trẻ. Sau đó mới là giáo dục tri thức, và trải nghiệm từ môi trường xã hội quyết định cho tư duy cùng với văn hóa, lối sống sau này. Vậy ý thức là gì? Thật ra, để định nghĩa nó, chúng ta phải đào bới lên mấy cái thứ lý thuyết về duy vật biện chứng và vấn đề vật chất quyết định ý thức theo phạm trù triết học. Nghe mệt lắm, mà lại làm cho bạn rối não. Cho nên, có lẽ chỉ cần biết ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào trong bộ não con người và có cải biến và sáng tạo. Ý thức là một chức năng tâm lý cao cấp, được định nghĩa là sự tỉnh táo và nhận thức về bản thân mình, các mối quan hệ của bản thân với môi trường chung quanh. Để đảm bảo sự tồn tại của ý thức thì phải có năng lực định hướng. Thứ nhất, định hướng về môi trường, không gian và thời gian. Nói cho dễ hiểu là ý thức giúp cho bạn biết được mình đang ở đâu, nơi nào và lúc nào, nhận biết những người chung quanh, những người thân, ai quen, ai lạ. Thứ hai, định hướng về bản thân, biết mình là ai, nghề nghiệp, trí nhớ về các sự việc đã xảy ra trong cuộc đời. Để có năng lực định hướng thì chúng ta cần có sự thức tỉnh và đáp ứng với các tác động từ bên ngoài môi trường. Thức tỉnh là sự nhận biết ngay tức thì khi có tác động trực tiếp từ bên ngoài, và đáp ứng là những phản ứng có định hướng của cơ thể khi tiếp nhận các kích thích đó. Theo sau ý thức mới tới phần nhận thức. Theo Wikipedia, nhận thức là một hiện tượng biện chứng của thế giới khách quan trong ý thức con người. Chính điều này giúp con người tiến đến gần với khách thể hơn. Nói cho dễ hiểu, nhận thức được xem là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức, am hiểu thông qua kinh nghiệm tích lũy, suy nghĩ, giác quan. Quy trình đó bao gồm tri thức, sự chú ý, trí nhớ, sự ước lượng, tính toán để đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử dụng ngôn ngữ. Vậy nhận thức đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, giúp con người hiểu được cái riêng, cái chung, hiểu được hiện tượng và bản chất của sự vật, sự việc. Nhờ nhận thức mà con người biết được đúng đắn, đầy đủ và chính xác về bản chất của sự vật, hiện tượng. Bên cạnh đó, nhận thức còn cung cấp cho con người một lượng lớn tri thức, cũng như tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Con người dần hiểu được các nguyên lý, định nghĩa và
khái niệm trong thế giới quan của mình. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, tại sao có rất nhiều người từ có học vấn sơ đẳng đến thành phần trí thức trong xã hội ngày nay đều ít nhiều ý thức được bản chất sự việc xảy ra trong cuộc sống qua truyền thông, giáo dục cộng đồng, các thể chế quy định của pháp luật, nhưng vẫn thiếu nhận thức đúng đắn về hành vi ứng xử của mình có phù hợp văn minh hay không? Đặt ra vấn đề này, dĩ nhiên tôi muốn nói đến người Việt của chúng ta. Đơn giản vì tôi là người Việt, chẳng hơi đâu xăm soi về khuyết điểm của các dân tộc khác. Người Việt nói chung, từ người Việt trong nước đến du học sinh, người đi lao động xuất khẩu và cả người Việt định cư ở hải ngoại, tất cả đều có một điểm chung là tính cách ồn ào, hay kèn cửa, ganh ghét nhau, ý thức kém cỏi nơi công cộng, tham lam, thiếu đoàn kết và hàng tá tật xấu, nhược điểm khác. Nếu có ai đó thích chém gió, tự sướng nói rằng ở nước ngoài người ta có cái nhìn tôn trọng, kính nể người Việt Nam. Xin lỗi nha, tôi cũng ra nước ngoài khá nhiều lần, đủ để hiểu thế giới nhìn con người chúng ta ra sao. Mà cần gì thế giới? Ngay cả bản thân tôi cũng thấy chán ngấy người Việt mình trong nhiều vấn đề. Mà tôi đã không ưa thì đừng có mong người nước ngoài có thể thích nổi. Câu chuyện về thói xấu của người Việt khi đi du lịch nước ngoài, như cười nói ồn ào nơi công cộng, vô tư hút thuốc nơi có biển cấm, xả rác bừa bãi, ăn cắp vặt, trang phục không phù hợp với điểm tham quan, ăn uống bừa phứa, lãng phí, đã quá phổ biến là chuyện dài không hồi kết. Ngày xưa, từng có giai đoạn khi đi công tác nước ngoài, nhiều bạn quốc tế niềm nở hỏi thăm khi vừa mới gặp gỡ. Where are you from? Thú thật, tôi từng ưỡn ngực tự xưng I'm from Vietnam, trong tâm trạng tự hào, phấn khởi. Nhưng rồi sau này, sự vui vẻ ấy không còn nữa, khi tôi nhận ra cái gì đang đợi người Việt tại nhiều nơi trên thế giới. Nói thẳng luôn, người Nhật đánh giá người Việt rất thấp. Họ xếp chúng ta chung hàng ngũ với người Trung Quốc, và thậm chí còn đứng sau cả người da đen. Người Việt hay nói người Hàn, người Nhật, người Trung Quốc có tâm lý cao ngạo, tự xưng mình là người châu Á thượng đẳng. Dĩ nhiên, không ai ưa nổi chuyện phân biệt chủng tộc. Nhưng tại sao người Việt không làm cho họ, tức là các dân tộc có tâm lý tự tôn quá khích kia, nhìn chúng ta với ánh mắt khác? Đừng nói là chưa ai dạy chúng ta cách ứng xử nơi công cộng. Dù là một người có ăn có học hay một người lao động ít học, nhưng các thông tin về giáo dục, về quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng được phổ biến tràn lan trên mạng, trong nhà trường, hoặc ngay tại các địa điểm cụ thể nào đó, thì tôi dám chắc ai cũng biết, cũng thấy. Thế nhưng rất nhiều bạn trẻ ăn mặc thời thượng, sành điệu, thao thao bất tuyệt về chuyện bên Tây, bên Tàu, nhưng vẫn thản nhiên vứt ly cà phê vừa uống xong ngay xuống chân cho người khác dọn. Đừng nói đó là thiếu ý thức hay nhận thức gì ở đây. Chẳng qua đó là do bộ não kém phát triển ra lệnh cho đôi bàn tay vứt bừa xuống đất. Chắc chắn dây thần kinh xấu hổ cũng đã bị đứt, và lòng tự trọng thì rách bươm như một mảnh rác bay dưới đường. Hiện nay, ngày ngày người ta chứng kiến bao nhiêu tai nạn giao thông, xe điên,
do việc say xỉn trong khi cầm lái. Các công nhân vệ sinh phải phát tận tay túi đựng rác cho khách tham quan phố đi bộ, nhưng họ vẫn phớt lờ, không thèm sử dụng. Có câu chuyện nói về một người phụ nữ Việt Nam sang Singapore du lịch. Chị cùng với mấy người khác vừa đi dạo trên hè phố, vừa bóc kẹo ăn. Tiện tay, chị vo viên tờ giấy bọc kẹo, chỉ còn to bằng hạt lạc, thả xuống dưới chân. Đột nhiên, có một cô bé, người Singapore, khoảng 8 tuổi, chạy theo trả lại cái vỏ giấy kẹo mà chị vừa vứt, cùng với câu nói: "Cô ơi, cô đã làm rơi cái gì này?" Trong ý niệm của đứa trẻ, không có cái chuyện người lớn xả rác, mà chỉ đơn thuần là việc sơ ý đánh rơi vật gì đó. Hơn nữa, cô bé 8 tuổi này trả lại cái vỏ bọc kẹo vì không chấp nhận được có rác hoặc vật gì đó làm ảnh hưởng đến sự sạch sẽ của vỉa hè, đường phố. Singapore là quốc đảo đã làm được điều kỳ diệu. Đó là sự vụt lớn lên của cả một quốc gia. Nhưng có lẽ thành công lớn nhất của quốc đảo sư tử này chính là đã tạo ra được một thế hệ những công dân có ý thức tự giác cao, những người biết thượng tôn pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng. Còn tại Việt Nam, tại những nơi gắn bảng cấm đổ rác thì là cả một núi rác to đùng, hôi hám. Còn ở chỗ có gắn bảng cấm đáy bậy thì có lẽ chẳng nơi nào khai hơn chỗ đó. Nhưng nếu nói người Việt là vô giáo dục, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, thì nghe có gì đó chua chát, sai sai. Vì cũng là người lớn cả, sao lại hành xử như người vô học? Mà nói vậy, thật ra nhiều người ít học vẫn có ý thức tốt hơn nhiều. Hay là do bản chất người Việt xấu xí, bất trị, thiếu vắng lòng tự tôn dân tộc, hay thói tùy tiện ăn sâu vào tâm khảm của cả một dân tộc? Có người nói đất nước chúng ta có xuất phát điểm từ nền văn minh lúa nước, mà trong đó văn hóa làng xã sau lũy tre làng là cốt lõi. Và thật ra người Việt mãi vẫn chưa quen với quá trình đô thị hóa cùng với cách sống như một thị dân đúng nghĩa. Vứt cái tàn thuốc, dừng xe, cán chúc lên vạch bộ hành, cố luồn lách qua barrier đường sắt, chạy ngược chiều một đoạn, thậm chí vượt cả đèn đỏ và mong được thông cảm. Hay tệ nạn karaoke rống lên liên hồi, không cho ai nghỉ ngơi ngày Chủ nhật, bất chấp mọi nguyên tắc cộng đồng. Từ đời ông tới đời cha, cái thứ văn hóa sâu lũy tre làng, xuê xoa, ích kỷ, lạc hậu truyền kiếp cứ mãi tiếp nối cái lối sống lộn xộn, mất trật tự cho con cháu một cách vô ý thức, và cứ thế tiếp diễn cho đến đời sau. Người Việt không cố vươn lên, không biết tự khẳng định mình, tự thắng mình, mọi danh xưng mỹ từ về lòng tự trọng gì gì đó chỉ thấp thoáng khi có bóng dáng của cảnh sát. Nếu nói như thế, mọi thói hư tật xấu xảy ra không dứt cũng là do trách nhiệm của việc chấp pháp chưa nghiêm của cơ quan công quyền. Tại Singapore, chẳng ai dại dột phạm luật pháp, vì nhẹ nhất là phạt tiền, phạt tù, phạt roi. Thứ sử dụng chất cấm đi rồi biết, án tử hình không chừa một ai. Đừng bao giờ trông mong gì ý thức của cộng đồng. Chúng ta chỉ nên tin vào sự nghiêm khắc của pháp luật và sự cứng rắn của người thực thi pháp luật. Chỉ khi nào công dân biết chắc chắn rằng mình bị mất phân nửa thu nhập trong một tháng, không trốn đi đâu được nữa,
không van xin nài nỉ ai được. Chỉ vì vứt cái vỏ kẹo bậy bạ thì xã hội mới vào khuôn phép được. Nói đến chuyện van xin nài nỉ thì ở ta đó là một thói quen bất trị. Có câu chuyện một đôi vợ chồng đi phượt vài ngày bằng xe mô tô. Khi vào một thị trấn, người chồng đã bất chấp quy định lưu thông 50 km/h trong nội thị mà vẫn cứ phóng xe trên 70 km/h. Dĩ nhiên là ngoài việc bị phạt nặng còn bị thu giữ bằng lái vài tháng. Ông để cho người vợ đến năn nỉ cảnh sát giao thông. Khi không được chấp thuận, bỏ qua thì ông đã than vãn hình phạt tạm giữ bằng lái nhiều tháng thật là quá đáng và tàn nhẫn. Rồi mấy tháng tới đây, ông lấy xe đâu mà đi làm? Và rồi ông tự an ủi: thôi, xui thì chịu. Đến nước đó, ông vẫn nghĩ chuyện bị công an dừng xe là do xui, mà không hề nhận thức được chính việc vi phạm luật giao thông đường bộ mới là nguyên nhân bị xử lý. Như vậy, đâu phải người ta không ý thức được rằng không nên chạy quá tốc độ ở khu vực đông người. Biết mà vẫn vi phạm, rồi đổ thừa là do trời nắng, vô ý và bị công an dừng xe là do xui xẻo. Rõ ràng, việc giáo dục một con người không hề dễ dàng, chứ đừng nói đến việc giáo dục cho toàn xã hội hay lớn hơn là cả một dân tộc. Việc giáo dục này là cả một quốc sách ở tầm vĩ mô. Điều tôi ghét nhất ở người Việt là không nhận ra bản thân mình có giá trị gì, không có sự tự giác và lòng tự trọng để tự nâng mình lên. Tệ hại nhất, sau này nhiều người rủng rỉnh tiền bạc, giàu lên từ buôn lậu, địa ốc và lắm thứ không tên. Xã hội đẻ ra lắm người giàu sổi, trọc phú, huênh hoang khoác lác bậc nhất thiên hạ. Nhưng tiếc thay, đồng tiền lại không phải là thước đo giá trị nhân cách của một con người. Và nhiều lúc, bằng cấp cũng không nói lên được một người có giáo dục hay không. Nếu chê thẳng thì chê hoài không hết. Nào là không ý thức được mình là một dân tộc còn rất yếu kém về mọi mặt, thích phô trương, khoe mẽ, thiếu thực chất, quen thói lừa mình, gạt người trong mua bán làm ăn, không có lòng tự trọng, dù thích hô hào nhưng bản thân thì lại sống tùy tiện, không có lòng tự tôn dân tộc. Người Việt sống bản năng, không biết đặt ra giới hạn cho bản thân để đừng vượt qua nó. Không thắng được mình thì làm sao tranh đua với thiên hạ? Cứ hoài như vậy, bảo sao tôi không chán cái giống nòi của mình nhỉ?